Yên tâm vào đi, hôm nay người cưa tớ rủ các cậu đấu một trận Free Fire kèo 500k, có dám chơi không? Team Tân Paris trả lời người cưa luôn nhá. Kèo đấu Free Fire 500k nhá. Team Tân Paris tiếp nhận nhá. Linh Lê Pennywise ok không? Ui giời ơi, tưởng gì chứ Free Fire là sở trường của tớ rồi nhá. Pennywise, cậu sẵn sàng không? Tớ cũng sẵn sàng rồi. Ok, trò chơi bắt đầu. Trận chiến sẽ diễn ra trong khu rừng hoang phía sau đằng kia. Tất cả những vũ khí ở đây sẽ được phân phát bất kỳ ở vị trí nào. Mọi người ai tìm được vũ khí gì thì dùng vũ khí đó để chiến đấu. Trận chiến bắt đầu. Ok, lần này là trận chiến Free Fire đầu tiên của team Tân Pri với lại người cưa Pennywise với Linh Lê. Các cậu phải, anh em phải đoàn kết phối hợp tập trung chiến đấu nhá. Cố gắng giành chiến thắng 500k nhá. Nếu như chiến thắng nhá, hôm nay khao anh em một bữa lẩu vô tư. Yeah, rồi được đi ăn lẩu rồi. Thế thì mình sẽ phải gọi cái suất đắt tiền nhất, suất buffet ngon nhất. Ô, Tân Pri ơi, ăn lẩu xong có được đi ăn nướng BBQ không? Nói chung là ăn lẩu cả buffet luôn, ăn gẩu gà bò cá đủ các thứ, xong là quay sang ăn nướng BBQ. Ok, nhưng mà bây giờ lo chuẩn bị tinh thần để chiến đấu đi, nghĩ đến lẩu sau, không là không thắng được người cưa đâu. Ok. Ok, let's go. Đầu tiên mình sẽ phải đi tìm các loại vũ khí có thể có. Ồ, con đã. Ở đây có một chiếc áo giáp. Dù chưa có súng nhưng mà có chiếc áo giáp này vào á thì chống được đạn rất là tốt đấy. À, súng. À, súng này là của tớ, Tân Pri. Cậu chậm chân rồi. Oh, no. À, người cưa, cậu nhanh chân đấy, nhưng chưa chắc cậu được chiến thắng đâu. Tân Pri, đứng lại. Uầy, người cưa bắn đạn thật là nhanh, khẩu súng này thật là mạnh các cậu ạ. Người cưa. Ồ, hình như là người cưa bị trúng đạn khế của mình rồi. Tân Pri, người chơi xấu vậy. Làm gì có luật chơi, sử dụng tất cả các loại vũ khí cơ mà. Người cưa, người cưa, sao cậu lại không bị hạ gục bởi khẩu súng này? Áo giáp này á chống được đạn nha. Có thật như vậy không? Hả? Để ta thử lại xem. Đúng là khẩu súng này không có tác dụng đối với áo giáp mà lại còn hết đạn nữa chứ. Người cưa, cậu ở yên đấy, sẽ có lúc tớ trở lại tìm được thứ vũ khí lợi hại hơn. À, bây giờ nha, mình phải phòng thủ từ mọi hướng, bởi vì team Tân Pri bây giờ có tới 3 người lận. Nhưng mà có khi mình chỉ cần áo giáp này chiến đấu thì cũng thắng được team Tân Pri ấy nhở. Ui dồi ôi. Mình định chiến đấu chỉ cần áo giáp thôi, nhưng mà ai ngờ vớ được khẩu súng thần này. Ý, nặng quá nhờ, nặng quá. Ấy giời ơi, mình sẽ phải tìm được tung tích của người cưa. Ai giống như Tân Pri ấy nhở? Tân Pri! Giật cả mình! Bên đi gọi à? Tân Pri ơi, thế cậu đã tìm thấy tung tích của người cưa chưa? Người cưa á? Tớ vừa chiến đấu với người cưa đây này. Thế cậu có giành chiến thắng không? Không ai thắng cả. Tớ vớ được một khẩu súng to như thế này, dài như thế này, thế mà bắn người cưa không thua, bởi vì người cưa có một cái áo giáp. Thôi được rồi, thế thì tớ Pennywise sẽ chiến đấu với người cưa. Khoan đã, Pennywise ơi, cậu phải tìm được vũ khí để chiến đấu được người cưa chứ. Tớ biết rồi, bây giờ tớ sẽ đi tìm vũ khí.
Ok ok, cậu phải cẩn thận đấy nhá. Bây giờ tớ phải đi tìm thêm vũ khí để chiến đấu với người cưa đây. Đây, người cưa đây rồi. Bây giờ mình sẽ phải ra mình đấu tay bo với người cưa. Yeah. Quên mất. Đấu tay bo với người cưa bây giờ. Hắn có cái súng to thế kia, hắn bắn cơ mà to đầu à. Mình phải tìm vũ khí đã. Wow. Ở đây mình nhìn thấy cái gì đây? Một khẩu súng thượng hạng. Còn cái gì đấy nhỉ? Wow, một chiếc chảo thần kỳ, cái này để chống đạn đây. Được rồi, với cái thiết bị này nhé, Pennywise ta sẽ xử lý người cưa được đây. Pennywise, để xem súng đó của cậu mạnh hay súng này của tớ mạnh. Haha, người cưa, tớ không sợ đâu, xem đây. Nhá, hãy xem súng của tớ đây. Yeah. Thả mái đi, xem áo giáp của tớ đây. Người cưa, áo giáp của cậu lợi hại đấy. Thế thì bây giờ nhận chảo của tớ đi. Yeah. Oh no. Chảo trưởng thất bại rồi. Bây giờ xin tha cho tớ, xin tha cho tớ. Không tha được. Kèo Free Fire này 500k cơ mà. Oh no. Không tha cũng được, không sợ. Mình tìm được một cây gậy thần kỳ đây rồi. Để xem cái lưỡi cưa của cậu có chống lại được cây gậy thần kỳ của tớ không. Ây yeah. Xem cưa thần lưỡi cưa đây. Pennywise, bye bye. Ở đây có tận hai khẩu súng lận này. Lại có mũ cối nữa chứ. Mình lấy khẩu nào bây giờ nhỉ? À thôi, mang cả hai khẩu đi dự phòng. Vừa nãy em một khẩu, mình chiến đấu nhớ khẩu này không thắng được thì mình dùng khẩu khác. Ok, let's go các bạn ơi. Pennywise thất thủ dưới tay người cưa rồi. Mà lại thật đấy nhở. Tân Party Pennywise kém thật đấy. Có vũ khí mà không thắng được tay người cưa. Mình nha, chỉ cần tay vo thôi, không cần vũ khí cũng thắng luôn. Hình như có tiếng động, hình như là kẻ thù đang xuất hiện ở gần đây. Phải cảnh giác các bạn ạ. Tìm xem người cưa ở đâu mới được. Giơ tay lên. Em giơ tay rồi ạ. Quay mặt lại đây xem nào. Dạ vâng, em quay mặt lại đây ạ. Anh đừng bắn ạ. Em quay mặt lại đây. Ôi giời, là cậu à Linh ơi. Ôi giời, thằng Buddy à, cậu làm tớ rất kém mình. Làm tôi giật cả mình. Thế bây giờ vũ khí của cậu đâu? Thế tình hình là chiến sự người cưa với lại Pennywise thế nào rồi? Pennywise thất thủ rồi. Oh my god. Pennywise mạnh như vậy mà cũng thất thủ á? Ây da. Thôi được rồi, tiện ở đây tớ có hai khẩu súng, cậu cầm lấy một khẩu. Hai đứa mình phải phối hợp chiến đấu. Chứ bây giờ chiến đấu một mình không thắng được người cưa đâu. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu. Ha ha ha. Tân Pri, Linh Lê, giỏi thì ra đây. Cả hai ra cùng một lúc đi. Tớ biết các cậu lẩn trốn ở trong khu rừng này rồi. Tớp đi, hay là mình ra đối đầu trực tiếp với tên người cưa đi. Đối đầu trực tiếp không được đâu. Sao không được? Hắn có áo giáp, mình làm gì có áo giáp mà đối đầu trực tiếp. Nhờ, chúng mình phải nấp vào đây, du kích cùng nhau tấn công từ những cái bụi cây này ra thì mình đỡ bị lộ. Đối đầu trực tiếp là thua đấy. Tớ chưa hiểu lắm. Ôi, tức là cầm cái súng lên tới cậu cùng tấn công từ đây là bạn. Ok. Cái chảo của tên người cưa này lợi hại thế nhờ.
Tân Pri ơi, tớ có cách rồi, bây giờ mình ra mình xin cái chảo của hắn, thế là được thôi. Cậu bị làm sao ấy vậy? Cậu đùa à? Đang trong trận chiến kèo 500k Free Fire, xin làm sao được. Thế bây giờ cậu có cách gì không? Cái chảo của hắn chỉ chống được đạn một hướng thôi. Bây giờ tớ với cậu tách ra làm hai hướng, bắn tấn công hắn từ hai phía. Tân Pri ơi, tớ nấp ở đây đã được chưa? Ui giời, cậu nấp sau lùm cây như vậy thì làm sao mà tấn công được người cưa. Team Tân Pri đã bắn chán rồi, bây giờ đến lượt người cưa ta. Súng của người cưa to vậy. Cái mũ của tôi. Tân Pari, khẩu súng này của tớ có thể bắn được khắp khu rừng này. Nhận đạn đi. Linh Lê, hai anh em mình tổng tấn công từ hai phía. Rồi, bây giờ team Tân Pri và Linh Lê tấn công từ nhiều phía như thế này. Mình lại đứng ở giữa khu rừng như này thì không ổn rồi. Mình sẽ tiêu diệt du kích từng tên một. Tân Pri, cậu đây à? Oh my god. Tớ đây, đưa súng đây tớ bắn giúp cho. Đây đây, cậu cầm súng cậu bắn đi. Tôi bắn một lúc rồi mỏi tay lắm. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, chỉ còn Tân Pri thôi. Linh Lê cũng thua rồi. Yeah. Tân Pri đâu? Ra nốt đây. Yeah. Người cưa. Tôi xin hạ súng, xin thua. Ui dù, làm ta giật cả mình, cứ tưởng là dám chiến đấu tiếp. Thôi, kèo Free Fire này người cưa giành chiến thắng. 500.000 đâu nhờ. Mất 500k rồi. Không phải nhá, kèo 500 cơ mà, nhầm rồi. Em tưởng người cưa không biết gì về tiền. Đây là thua trận Free Fire này với người cưa rồi các bạn ạ. Đấy, đúng rồi. Ok nhá. Team Tân Pri làm gì có lẩu mà ăn.